Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trước trung tâm thương mại Rạch Giá. Hôm nay đã được các gian hàng về cây kiển cũng như là bông là được lên đầy đủ quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay một vòng buổi tối cho quý vị cùng xem nhé. Ở đây là bông nhang thọ rất là nhiều loại quý vị. Có quà hướng dương là bông cúc, một cúc đại đó nè. Các hàng quán cũng được đưa ra bày bán nè quý vị, rất là nhiều. Những cái cây hạnh bữa trước là còn ít, chứ hôm nay là rất là nhiều lên. Đây là cái cây mai. Rất là nhiều loại màu sắc được hòa quyện với nhau nè quý vị. Đây là những cái cây mai rất là đẹp nè quý vị. Quý vị có muốn thưởng thức và cũng muốn mua thì ra đây. Rất là nhiều màu, màu sắc rất là bắt mắt. Em đang quay mấy cây mai này. Cây mai này đẹp vậy. Vàng quá đẹp ha anh. $5 đổ lại bao nhiêu? Có mấy cây nhỏ nữa nè. Cây đó đẹp quá trời luôn anh. Cây nào? Ủa anh, ở đây là mình đâu ra bán anh ha? Ở An Giang. À, An Giang. Ủa năm nay anh không chưng ở phía dưới Phú Cường ta? Không, đi bán đây vô dưới. À, rồi trước rồi lúc năm trước là bán ở đây hay là bán ở dưới? Hồi trước thì bán đường Lạc Hồng, rồi sau rồi bán đường Trần Quang Khải, rồi bán Phú Cường, rồi bán Phú Cường rồi trở lên đây. Rồi năm nay không đăng, nói chung là cái khu vực Rạch Giá này là chỗ nào đăng lô thì đều có bán. Chỗ nào cũng có bán hết trơn ha anh. Mà anh ơi, đẹp quá trời đẹp không anh? Cây mai đẹp quá. Công phu. Công phu nha. Tại nhìn cái dáng quá trời đẹp. Mà làm sao hay thiệt chứ. Qua chuẩn bị ngay Tết luôn rồi. Thì nói chung mình làm thì... Cái này là mà anh làm lâu cho anh hả? Ông già làm cũng được 20 năm rồi. Ở trong gia đình người lớn lên là biết làm được. Không mà ở đây em nhìn đẹp. Cho tiền ngồi nói. Cây đó 4,5 triệu á. Cây có củ đế rồi phải không? Cây mai xù hả? Cây này đẹp nè. Gọi cây mai xù nè quý vị. Không, em không. Ủa sao gọi là cây mai xù anh? Ví dụ cây mai này là kêu bằng mai da trơn. Bình thường. À, da trơn hả? À. Còn cái mai này là cái gốc là có cái gốc nó xù á hả? Cái gốc nó xù, nó già, nó cổ. Wow, em ơi, em cảm ơn. Nhìn đẹp quá. Như điển hình như cây đó là cái cây đó là cái củ đế cũng đẹp. Củ đế. À, đấy, cái này hoặc là cái này. À, dạ.
Ủa anh, nếu như vậy cái mấy cây này khoảng bao nhiêu năm rồi anh ha? Cây này khoảng 13 năm rồi. 13, 14 năm rồi. Thì là cây này mắc nhất ở đây rồi. Còn cây này thì nó bán 7 năm. Không tính ra giá được nha anh. Có tiền là nên mua. Tại vì nhìn cái dáng rất là đẹp. Tại nhà em có mai chứ không có mai cũng ra ngoài ginh cây về. Dần mai không có dần ở đâu cũng có dần mai đây là đẹp nhất. Mấy dần mai kia cũng mấy mấy dần mai kia thấy cũng bình thường. Như ai cũng nói vậy. Tại vì thật sự là thấy thấy cái dáng á anh, nó để không có uống lượng như cái này. Cái nó như cái dáng với cái hai nụ của mình nó chín. Vừa tới luôn. Tết. Vừa đúng Tết chứ lại nó rất là đều. Mình hơn nhìn đúng là kỹ thuật đúng là khác nhau ghê nè anh. Hôm nay mình quay ký sự đại nào nào lại chừng em lấy hết nè. Bên này là vô trang web, bên đây là có à, vô trang web vô YouTube ký sự miền Tây, ký sự miền Tây là tên của em. Em cảm ơn nha. À, đâu có gì. Dạ chúc anh mua mai bán đất. Có nào không biết chuyện hỏi hỏi thì tôi giải quyết cho. Dạ dạ. Làm như phim hay gì? Dạ. Con đang quay phim chứ. Con quay phim về không khí chuẩn bị Tết ở Gạch Giá. Con là người Gạch Giá mà. Đúng rồi đúng rồi. Ở đây là những cái qua đó là qua gì ta? Qua ủa? Băng mai. Bông mai hả? Băng mai, thọ băng mai hả? Thọ băng mai hả? Rõ ràng là thấy bông nhãn thọ mà nhìn cái màu thì nó có thọ băng mai. Thọ băng mai. Dạ. Hoa hồng. Hoa hồng. Đây là thọ băng mai nè quý vị. Làm chỉ biết là cái thọ thôi, nhưng mà bông vạn thọ thôi, nhưng mà cái màu á thì đẹp quá. Còn đây là cây bông trang. Bông trang màu hồng. Ủa cô ơi, qua này là qua gì con quên mất tiêu. À, hoa cát tường. Hoa cát tường. Dậu vậy? Dậu 60. Dậu 60 ngàn. Ủa cô, mình ở đây là Sa Đéc. Đi năm nay con thấy Sa Đéc nè, Bến Tre nè, An Giang. Sa Đéc trồng đâu bằng Sa Đéc, Sa Đéc là xứ bông. Dạ, xứ cái chuyên trồng về hoa. Ủa cô, năm rồi cô có bán đây không? Đây là những cái cây mai. À, lúc này là khoảng 9 giờ rưỡi rồi đó quý vị. Nhưng mà khách đi vẫn còn rất là đông. Tại vì Lâm không có đi sớm vô được nên không có quay cái cảnh chen chúc được quý vị. Đâu có. Cái này lên YouTube, lên mạng chị à, chị ơi. Vậy hả? Dạ. Đâu lên YouTube hả? Ừ. Để quay cái mặt thằng này nè, cho nó lên YouTube cho nó kiếm vợ đi. Nó chưa có vợ. Đó. Tôi lên đài 2 lần rồi đó ông ơi, năm nay. Hả? Dạ. Cái thằng mà ông ơi, quay năm nay nè. Dạ. Không, của em á thì lên mạng còn có thể phủ sóng rộng hơn chút. Tôi nói là thanh niên gương mẫu, thanh niên tốt rồi đó. Trời ơi. Không. Anh ơi, em nhớ là bây giờ người ta gọi là thanh niên nghiêm túc, thanh niên cứng. Trời ơi, quỷ vô. Ủa, ở đây là bán luôn hả chị? Bán, cô trà ở nhà chồng. À. Đẹp quá. Rất là nhiều loại.
đây là những cái vàng mai nè quý vị. Đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp. Kìa quay nó lên mạng ngay quay kìa cho quay. Dạ. Tí kẻ quay nó lên mạng nè. Ngủ tiếp, ngủ tiếp. Ủa anh ở đây luôn hả anh? Không, ở Đồng Tháp. À Đồng Tháp. Thì vậy là bà con ở Đồng Tháp nè, An Giang, Bến Tre. Không ở Sa Đéc ở Đồng. Vậy không? Em ở Gạch Giá, em đang quay về không khí tốt ở Gạch Giá của em. Dạ. Hôm nay tôi ở Ủa Đồng Tháp là ở thành phố Sa Đéc hay là thành phố Sa Đéc? À thành phố Sa Đéc. Có luôn. Cũng có đánh đi về Bến Tre không? Anh đánh mai đánh là cũng ở Sa Đéc không á? Năm rồi mình có bán đây không anh? Năm rồi bán rồi cho mẹ. À năm nay giờ qua đây là không mày mình nhảy lô qua đây. Mình muốn cái lô này là nhiêu anh? 6 triệu. 6 triệu là bán tới bữa 28 Tết. Ừ. 2 lô. Rồi em cảm ơn anh. Chúc anh mua mai bán đắt. Rồi bác ở đâu bác ha? Ở đây lại hay là ở tỉnh? Đây, ở Gạch Giá. À ở Gạch Giá hả? Ở bên phường nào mà bác? Hay này luôn. À ở 30/4. Dạ. Năm rồi mình có bán ở đây luôn hả bác? Năm rồi không có bán nhưng mà năm nay bán. Ủa cái này mình tự trồng hay là bác mua đi mấy mà? Mua đi bán lại. À, nhìn thấy bông đẹp đẹp không mỗi dạ. Rồi xin cảm ơn bác. Con đang quay giới thiệu về không khí Tết. Con đang đi quay gì vậy? Hả? Dạ. Đây làm gì quay gì em? Giới thiệu là đây mua luôn nha. Bưởi da xanh Bến Tre hả? Ừ. À. Đó. Số điện thoại kìa. Hàng còn nhiều thôi đó. Giới thiệu đó luôn nha. Có chứ. 38. Đó. 25 làm thân ngàn đầu tư hả? Cái này là đam mê đây vậy. Dạ. Không. Nhân không. 80.000. Đẹp quá. Đưa lên là mang lấy hết hàng luôn. Wow. Ủa anh cái này là từ lúc đầu là mình đã dạ, giới thiệu đồng, ghi hình nữa thôi. Dạ. Cái này là lúc đầu là mình đã tạo lúc đầu của mình là cái trái bưởi nó trơn thì xong đó mình khắc tạo một cái hình thì xong đó mình quét màu lên thì tạo. Ủa là có nghĩa là anh mới làm đây hay là mới trước? Làm đây buổi sáng. À mới làm đây. Tưởng đâu là từ nhỏ đã làm rồi. Đẹp quá. Đây nè quý vị. Đó. Số điện thoại luôn nè. Lớn và cả cái luôn. Dưới cục dây phải không? Dạ, đó. Cái cục dây lên ơi. Ơi, 668. Ờ 0907320668. Phong. Phong. Wow. Phong. Dạ. Rồi cái đó. Dạ. Rồi. Okay. Cáo mì sáng mai bán hết nha. Đã tới 28 hết rồi. Rồi chúc anh mua bay bán đất. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Em đi quay tiếp rồi. Cậu mới nhiều sức khỏe, thành công vừa công việc cũng như cuộc sống. Dạ. Có ai tới ủng hộ em nhiều. Dạ. Ồ, có quay xíu Phú Cường chưa? Dạ Phú Cường em quay rồi. Nói chung là khu tất cả các khu em đều đã quay nhưng mà em đã quay không khí chuẩn bị rồi bây giờ mới quay chính thức nè. Dạ. Tại vì là còn vài bữa nó phải có bế mạng. Dạ. Em đi à. Dạ. Nhớ không biết là có phải cúp đại đó không nè. Mai nè quý vị. Rất là nhiều loại mai.
nhưng mà cái dàn mai đầu tiên có thể gọi là dàn mai đẹp nhất. Bông nhạn thọ. Đây là khu vực ăn uống của chợ 30 tháng 4 nè quý vị. Khi mà đi thưởng thức xong, quý vị có mệt hay là có muốn thưởng thức các loại nước uống, các loại thức ăn vặt thì có thể ghé ở đây. Rất là nhiều loại, ví dụ như là hột vịt thì có hột vịt lộn, có chiên giòn, súp me, sa tế, súp lộn thì có súp me, ốc luộc xạ, về bò, lá lốt, về bún. Nói chung là đủ thứ lắm. Quý vị không sợ đói hay là không sợ khát khi mà ghé tham quan ở đây rồi. Đây là cái tắc hay gọi là cái tắc này quý vị. Cái này đẹp quá. Cô, cái này mình ở đâu lại? Ở Bến Tre. Ủa gì là ở dưới đây là Bến Tre nhiều quá cô. Tại vì... cái hạnh là Bến Tre không? Là ở Bến Tre. Ủa cô, cái này mình trồng là từ trồng ở ngoài rồi mình mới bứng vô hay là trồng ở ngoài bứng vô? Cái bự này quá mình nuôi đâu trong chậu đâu nữa. À dạ, nuôi gì mình bứng là trước mấy tuần hay là trước lễ Noel? À trước lễ Noel là mình bứng vô hả con? Con tưởng là trồng trong chậu, trong chậu luôn chứ. Chậu là quá nhỏ nhỏ này nè. À dạ. À, nhìn con không biết mà nhìn thấy cây quá trời đẹp. Vậy. Cảm ơn. Đây là vạn thọ 70.000 một cặp nè quý vị. Con đang quay không khí ở đây. Con quay up YouTube. Không, tại vì con làm phóng sự về gạch giá quê hương. Dạ, có 9 người luôn á chú. Bữa hôm trước Lâm có quay ở đây thì mới có sơ bộ thôi, hôm nay thì đầy luôn. À, những loại hoa hồng nè quý vị. Dạ không, con làm cá nhân thôi à. Cá nhân. Dạ. Nhà báo. Dạ không, con không có làm nhà báo. Ủa cô, mình ở đây là ở đâu lại bán cô hả? Ở chợ. Ở đây luôn chú. Ở đây luôn hả? Con mẹ bên đó. À. Ai sạp luôn như hai tốt chắc nha. Ở đây lại là bán không bệnh làm gì đi. Cháy luôn. Tưởng nó không nóng bệnh làm gì vậy cả anh không? Bây giờ không có đồ ăn, chú quăng vượt tay á. Cho lấy thằng dao xẻ cho ta ăn đi. Còn nóng bên kìa, mình lấy gì thay thanh rồi lấy cái gì? Tay ta dơ, sao mà xẻ? Thấy không? Sống rồi kìa. Qua, qua bển quay dưa. Qua bển quay dưa thôi. Không khí Tết đó thì không thể mà không nhắc tới dưa hấu. Là một trong những cái sản vật mà ở miền Tây này rất là nhiều. Đây là các loại dưa hấu. Ủa chị, mình ở đâu lại bán chị? À, trong vườn hả? Rồi mình trồng luôn hả chị? Hay là chị mua đi bán lại? À, dạ. Đây là chị ở trong vườn lại bán dưa hấu nè quý vị.
Bữa hôm trước thì chưa có, hiện nay thì nó hiện nay thì rất là nhiều dưa hấu được đổ về ở đây. Quý vị có thấy là cả núi dưa hấu luôn à. Cái này là mình ở đâu để bán em? Dạ, cây dừa. Cây dừa xã Vĩnh Thành dùng gì mình đó. À vậy là bà con mình trồng nhiều lắm hả? Và cũng ngay về Tết luôn ha. Mỗi năm rồi mình có bán ở đây không em? Dạ, năm rồi em bán ở chỗ cái cô Tư em bán á. À, bây giờ cô Tư em bán ở đó thì giờ ở đây nha. À, hồi làm miên cái khu này là của mình bán hết đó hả? Dạ, có chỗ này chỗ đó không à. Cái này mình mướn tháng một Tết này nhiêu em? Dạ, em muốn biết nữa, chú em mướn em ra. À, em coi giùm hả? À. Rồi anh cảm ơn nha. Chúc em mùa mai bắt đắt. Dạ. Anh ơi. Đây em ấy đang ủa rồi tối ngủ ở ngoài vậy luôn. Em không biết nữa, chắc kiếm cái phòng nào vô ngủ anh. Không, ngủ ở đây quẩn mát, nếu mà có mùng mệt chút á. Có dễ dưa alo. Rồi anh cảm ơn nhé. Dạ. Wow, dưa hấu nhiều quá. Trời ơi. Sao để cho nó ôm. Đi thấy cái này tới về cái này đâu có ấy đâu. Cái này nó để cho nó. Wow. Ủa anh, cái này là mình ở đâu lại bán anh ha? Hả? Cái này là mình ở đâu lại bán? Ở Minh Lương. À, Minh Lương của Châu Thành. Nhà mình trồng luôn hả anh? À, mua hả? Ở đây là dưa hấu nè quý vị. Rất là nhiều. Đây là cặp chợ 30 tháng 4 nè quý vị. Rất là nhiều loại dưa. Bên đó là hoa mà Lâm đang đi đó. Đó quý vị. Ở đây là những cái loại cây mai. Sau đây Lâm sẽ đi lại vào cái khu vực chợ ở phía bên kia nữa quý vị. Bông nhãn thọ rất là nhiều loại. À, ở chợ thì có những cái gói quà để mà có thể là đãi khách hoặc trưng trong nhà hoặc là đem đi biếu tặng gì đó, rất là nhiều loại các loại dụng cụ để mà gói quà nè quý vị, rất là nhiều. Các cô bác cũng đang ngủ để mà canh thức canh các loại quà. Ở đây là khu vực phía sau cái khu trung tâm thương mại nè quý vị. Có rất là nhiều loại bông hoa đang được bày bán. À, khu vực chợ thì có những cái gói quà mà Lâm thấy rất là được chuẩn bị trước. Uh,
À, giờ này đã 9 giờ mấy rồi, gần 10 giờ rồi, nhưng mà cái lượng khách đi vẫn còn rất là đông vì những cái ngày Tết rất là nhộn nhịp. Còn chứ bình thường thì cũng không có nhộn nhịp như vậy. Đây là khu vực bông nhãn thọ truyền thống rồi quý vị. Rất là đẹp. Đây là có rất là nhiều bà con đang mua bán. Trời trả tiền sơn luôn ơi. Sưng đến rồi. Chậu 400 ngàn đó ha. 400 á. Wow. Đây bán đồ bán xe. Phải dùng nữa à, phải quẹt quá. Dạ, bom không. Bom không à. Làm gì đây ta? Em làm về phóng sự Tết. Phóng sự Tết cũng không trắng nào, Tết năm nay tình hình làm sao. Có đường xuống giá cả ông hỏi thăm tự tư. Mới biết được trong quay không biết được đâu nói. Ông phải trực tiếp hỏi tư thương năm nay. Như năm ngoái có trên lệch giá cả bao nhiêu. Không có bà con cho nó cho hỏi, có bà con đâu có cho hỏi đâu, đâu có dám sao hỏi. Sao hỏi gì hỏi em nè, em cho nó trực tiếp thôi. Rồi ok. Ủa anh, vậy là năm rồi mình bán là ngay khu nào? Em tại lô này luôn nè. Ngay được. Mà giá năm nay là lô giờ nhiêu anh? Lô này là nó là 4 triệu á. 4 triệu, 4 triệu là từ lô đây. Lô 2 triệu á. Ở đây mình muốn 2 lô ha. Một lô vậy là bề ngang được nhiêu mét? 3 thước. 3 thước chạy dài là từ đây vô rộng thôi. Vậy là giá tính ra mắc hơn năm rồi hay là rẻ hơn? Nó cũng là bằng giá được rồi. Bằng giá năm rồi ha. Nhưng mà anh thấy số lượng năm nay khách đi đông không? Khách nói chung là tới thời điểm này là hiện giờ là chưa có. Vắng que luôn. Vắng que. Hàng đông giờ hiện giờ lên là giờ bán không được như
ngày là đến từ 25 Tết bây giờ thua đó. Mà lối năm rồi là đợt này là đã bán được chưa, nếu mà năm trước? Năm rồi là như vậy là bán đây gai được. À, có hôm nay nó hơi chậm mà năm nay lại không có bông. Không có bông mà lại không có người đi. Không có người đi luôn. Như hầu như bông như vàng này đó. Là nó chơi ổ dưới Tết nè. Chỉ có mùa vàng này là được dịp Tết thôi. Hầu như anh đi bắt cứ chỗ nào vậy, cũng chỗ vậy không là trước Tết hết trơn. Cái này là do thời tiết hay là thời tiết? Hôm nay tức là đã thêm một tháng nữa mà thời tiết đang lúc mà này đang chỗ đi lạnh. Rồi nó nắng mưa rất lừ rồi giờ chỗ trước luôn. Dạ, vậy là có cái vàng đó là bán. Chỉ có cái vàng này là kịp 30 Tết là đúng hàng. Ủa rồi chi phí cho nếu một chậu gì, chi phí cho mình là khoảng bao nhiêu anh? Cái đầu tư nếu cái chi phí cái chậu này vô nếu mà thành phẩm như đó thì chi phí còn khoảng hai mấy ngàn. Dạ. Bỏ tiền công thì phải tiền công. Tính ra nếu anh bán ra cũng đâu có lợi. Bán ra thì cũng đâu lợi, buộc phải bán như vậy bán hết tiền lời rồi. Không lẽ buộc phải bán lại kiếm gỡ tiền này kia lại. Chứ chứ mình đâu có chợ được. Ủa anh mà anh nói là mình ở đâu rồi anh ha? Em thì dân ở Đồng Tháp. À Sa Đéc hay là? Sa Đéc. À của Sa Đéc. Tại bữa nay em có đi là có mấy bà con Sa Đéc nó xuống cũng rất là nhiều. Ủa ở đây là Sa Đéc không? Không, cũng có Sa Đéc một số rồi ở địa phương ngàn số nữa. À tại vì ở đây thì hầu như là người ta không có trồng mà người ta mua đi bán lại thôi. Chứ còn trồng thì cũng ít. Ủa anh rồi ở đây là mình mướn ngủ trực tiếp ở đây luôn hay là ngủ trực tiếp ở đây mình giữ hoài mình luôn? À mình giữ luôn. Như bông như mình quản lý của mình mà mình đây. Mà mình chỉ chiên về loại bông này thôi ha. Em chỉ chiên về cúc mà thôi. À, chiên về cúc. Vậy là truyền thống là làm hồi xưa giờ luôn ha. Đúng mà truyền thống hồi xưa là nghề nghiệp gì cúc không? Nhưng mà mình có cúc như nhãn thọ thì cũng là một cúc đỉnh thôi, như tiger, như quan trọng là đặc biệt là cúc Đài Loan nghề nghiệp. Cúc Đài Loan. À. Cúc Đài Loan à? Cái này cúc Đài Loan anh, đó à. Là cúc Đài Loan luôn. Dạ. Cái này là? Cái này Tiger. Tiger hả? Cúc Tiger hả? À dạ. Em mới biết chứ em không biết, em chỉ biết nhãn thọ với cúc thường thôi. Nó không không cao hả? Nó giống cao, giống cao, hai loại giống. Nó không. Như cái đằng cúc Đài Loan là nó như cái giống cao, giống cao. Lâu tàn, lâu tàn. Dạ. Ồ cái đó này. Như vậy là tới Tết á. À, vậy tới Tết được. Mà cái này thì nó có thể là trước một cái luôn. Dạ. Thì tính ra cái dàn giữa này đổ hết rồi. Em nói chung là nó đắt. Dạ. Mà bán lại hiện giờ bán chưa có giá. Cái cả này như năm rồi cái hàng cúc là năm rồi là nó rẻ. Như năm nay nó mắc, cuối cùng bán cũng đồng thời hiện giờ đi em bán cũng bằng giá năm rồi. Ồ. Dạ. Mấy như xây một bộ này 4 cây. Dạ. Bán giờ một cặp đi 250. Bây giờ cũng vẫn như vậy là 240, 250 tối đa rồi, không lên. Không lên nổi. Không lên nổi luôn. Dạ. Không mà nhìn đẹp quá. Rất là đẹp. Có là vàng này là, nó cũng là như vàng này là xài được à. Nằm cái dạng như bên kia đồ là nó lên trên ngã luôn rồi. Dạng em vẫn còn xài được. Dạ. Như bên này bên Sa Đéc có ba cái lô hàng quá trời đẹp. Đẹp lắm à. Có ở bán. Trước. Ở trước có cái có vàng mai á, rất là đẹp. Là của Sa Đéc luôn. Mà nhìn em cũng đi vô Phú Cường này kia đó thì thấy cây nó chỉ tự nhiên thôi, nhưng mà cái vàng kia nó uống từng cây từng cây từng cây vậy. Rất là đẹp. Giống như cái bông của mình ở đây à, em thấy rất là đẹp. Cũng có cái chỗ được như vậy mà anh nói bán không được thấy buồn. Bây giờ cầm á điều chân hiện giờ là chợ này mình cũng chưa biết trước, tại vì anh ơi năm nay thì người ta chen xuống khu Phú Cường nhiều lắm, tại vì Phú Cường năm nay nó làm rất là hoành tráng, nó làm lớn lắm, nhưng mà thật ra thì người mua thì cũng không có nhiều đâu, mà tại chủ yếu người ta đi coi thôi, giống như là đi xem thưởng thức thôi. Thì đến giờ nó giờ mình chưa gì đó được, nhưng mà có thể như không, từ 28-29 tới bán chạy tới gần đó mới bắt đầu người ta đổ đi mua hay năm nay là như công viên chức 28 mới nghỉ. Dạ thì tụi em nếu mà đi làm nhà nước là hầu như 28 hết, đâu có đúng người rồi. Nào 28 mới nghỉ 28 mới vào còn là bắt đầu 28 là sẽ dọn dẹp nhà cửa. Dạ. Mới mua bông thì chưng được. Dạ, ở năm nay là cũng nó thắt một cái vậy đó.
Dạ. Năm ngoái thì nghỉ sớm, đã mua sớm. Nhưng hôm nay thì nghỉ trễ nè. Dạ. Nhưng hầu như giờ có anh chừng á. Cái này là anh đem lên khoảng nhiêu chậu lận dữ vậy? Cái này hết luôn là khoảng 700 chậu tươi rơi. 700 chút tươi lon. Dạ. Ăn thọ 1000 chậu nữa. Rồi em cảm ơn nha. Em đi. Chứ mình không nhắn, mình cứ hỏi tiểu thương chứ người ta nói cho là. Rồi vậy. Tại vì lắm lúc thì nói là cho có thể là bán mình lỗ lã này kia trong chợ này bớt. Dạ đúng rồi. Cái giá là thằng này cao nè. Tao không tính ra giá cao, không rẻ đâu anh. Dạ. Tại vì bán thì chưa chắc được nhiêu, giá thì quá trời cao. Cái giá là một lô như có vậy thức bị ngang ba thức thì bề dài này đó chứ bán tại vì bán có mấy ngày đâu có bán nhiều đâu, từ nào mà bán cỡ tháng luôn á thì nó khác, còn có thì dài có năm thức rồi đúng không tới nữa bây giờ một lô thì chắc đâu được nhiêu đâu em, bây giờ tới ngàn rưỡi bây giờ 120 lô này á, em chở mới dàn cúc mà em được mới có 200 mấy chục bội rồi. Yeah. Chứ một xe cúc chẳng thọ đó có 100 mấy chục bội tính ra hết dơn dộn này. Hai lô này là dồn này chưa được 500 bội. Dạ. Nè em đang quay nè. Khoan chờ. Ủa anh, rồi chi phí vận chuyển lên đây một xe gì là đầu khoảng một xe nó tầm khoảng 1.8 triệu là 2 tầng. Dạ. Vậy là hết cái vàng của mình là đi hai xe ha. Một xe của nó là chở được có khoảng 180 bội. Nếu mà hai tầng chở đúng 180 rồi thì mình để đứng mà nó mất cái diện tích lâu lắm, mới nằm ba này đi nằm cũng hơn phải buộc đứng. Chi phí là cái một chuyến xe là 180 triệu điều hết. Thôi mong năm hình anh ơi, anh sẽ bán đắt hơn năm rồi chứ. Dạ đúng. Anh đi. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cứ đi lại vậy vậy cứ bóng nhắn mình đường ta ở đây là con nó chết mình cực. Thì buôn bán mình cũng mấy nữa thì cứ lên bình thường ta cứ lên đi. Dạ, tại vì anh em thấy rất là nhiệt tình chứ còn hơi ngại. Cứ tư. Dạ dạ. Năm nào cũng lên đây cứ đăng đô đây hết. Dạ. Dạ. Em xin phép luôn anh ơi. Dạ. Lên mạng. Chú, mình ở đây chậm hay là ở đâu lại đây bán chứ? Ở Bến Tre. À, ở Bến Tre hả? Ủa, Bến Tre. Năm rồi chú có bán ở đây không? Có. Con đang xin phỏng vấn một chút nhé. Dạ. Trời, phỏng vấn gì? Đâu có, có hỏi thăm thôi hả? Ừ. Ủa, năm rồi mà tới cái dịp này là mình đã bán được chưa chú? Hay là cũng được, được lấy gai bán không? Dạ. Nhiều. Mấy bữa nay là bán được không chú? Cũng chậm từ 25 trở lên là mình đi nhiều. À, khách xuống bông là nguyên cái vàng lô bao nhiêu rồi. À dạ. Là kính mít đầy. Tại vì con là người ở đây, con quay về cái này để mà giới thiệu về cái công ty Tết. Dạ không không. Con làm YouTube mà. Con làm trên cho lên mạng không à, chứ không có làm cho đài truyền hình. Dạ. Thì bán thì cũng được đó nhưng mà điều hơi chậm. Dạ. Mình nếu mà ở đây nè là cây kiển là bán là ngu nhất, còn mà mấy cây bông là cỡ 28 hay 29 đúng là khách sẽ mua. 28 ở đây bà con mới được nghỉ, với lại thường công nhân viên chức tới đó mới đi mua không à. Bữa nào mà nghỉ sớm thì đi mua sớm, mà nghỉ trễ đi mua trễ. Còn giống như tụi con đi coi đây này kia thì đi sớm lắm, mà đi thường là chỉ đi thôi chứ không có mua, nên nó cũng khó. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, mong chú năm nay sẽ mua mai bán đắt hơn năm rồi. Dạ. Đây là màn hình. Ủa anh YouTube của bên nào vậy? À, ký sự miền Tây. Ký sự miền Tây. À. Không, cái đó chỉ giới thiệu về gạch giá là chủ yếu, với mấy tỉnh miền Tây thôi. Dạ.
Nó làm đó anh có đăng ký với mình thì tốt rồi. Đây là đang xuống hàng nè quý vị. Ủa anh ơi, mình ở tỉnh nào lại bán anh ha? Ở Đồng Tháp. À Đồng Tháp luôn. Ở Sa Đéc hay đâu anh? Ở Sa Đéc. 1 2 tầng. Dạ, đang quay phim. Đấy. Cái này là xem thấy trước anh ơi. Dạ. Kè nó trong gương cái gì anh? Không, cái này cầm tay đi. Nó trong gương. Còn ly không nha. Dạ. Các anh cũng phải chăm sóc của nó, xịt thuốc rồi thuốc dưỡng đó nè quý vị. Ở trong á thì bà con vừa ngủ dữ rồi à, vừa phải xịt dưỡng. Nè, cầm lên mấy cái này rồi. Đúng. Ở đây là khu mà bán hoa mà trước giờ bán rất là nhiều, nhưng mà sau khi mà khu láng biển ở dưới khu Phú Cường á, lên á thì khu vực này lại chia nhiều so chia ra nhiều hơn, thành ra là cái số lượng ít hơn so với những cái năm trước đây. Ủa cô ơi, này mình ở đâu lại bán cô hả? Ở đây luôn. Ở đây luôn chứ đâu luôn á. Có thương hiệu đó. À dạ. Xin lỗi anh là bên nào vậy ạ? Dạ em là làm vlog cá nhân. À dạ. Dạ. Cá nhân. Em tỉnh nhà đó không? Dạ, em ở Gạch Giá này. Mình ở đây cũng Gạch Giá tỉnh nhà bán đó. Dạ. Đây chắc các bác có thêm một bên cả này nữa. Bên nó cầm nó bỏ mơ thấy không? Không, cái này ác xin cam. Dạ em cảm ơn. Dạ dạ. Cái chai đó đó. Nhức môi đấy nha. Đây là hoa kiển của Gạch Giá Úc Ly của trung tâm thương mại 30 tháng 4 đó quý vị.
ở đây các bà con cũng thường vào selfie luôn nè quý vị. Ở trước trung tâm thì vẫn có bán về các mai và các bông nhân thọ đó quý vị. Ở bên kia thì có bán cả ngô hay bắp đó quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo về không khí Tết, chuẩn bị Tết ở Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang nha quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị.